Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại trong Phát Channel. Thì hôm nay có người bạn gửi cho mình một cái máy hút bụi cầm tay mini á mọi người. Này giá cũng rẻ, thấy không? Thì nó bị hư. Tình trạng của nó là găm sạc mà không vô pin, chắc bị một là hư mạch, hai là hư pin nha mọi người. Thì mấy phụ kiện mình bỏ vô lại đi. Đây cáp của nó nè mọi người. Bây giờ bắt đầu mình sẽ mở nó ra. Coi nó bị hư cái gì. Máy cũng có cũng đơn giản à mọi người, chỉ có pin với công tắc bật ngỡ là ok rồi. Này chắc sử dụng pin 18650 quá. Thì đúng là mình dự đoán là pin 18650 nha mọi người. Này cổng sạc taxi. Công tắc. Giờ mình đo áp của pin là mình coi nó pin nó còn không nha mọi người. Thì không không nha mọi người, là pin nó chết rồi. Ok, thì cái này mình thay pin thôi là ok rồi. Thì cục pin này cũ mà nó là tốt đó nha mọi người, nó nặng nha mọi người. Nó còn áp 3.9V nè. Giờ chắc mình sẽ hàn vô thôi. Thì các bạn hàng pin thì các bạn chỉnh nhiệt độ cao lên xíu là nó dính nha mọi người. Cái loại này thì nó đã có hàng bấm hàng kẽm sẵn rồi nên nó rất là dễ dính. Mấy cái máy này rất là đơn giản nha mọi người. Vậy là ok rồi nha mọi người. Để mình ráp lại mình coi test, mình test cái độ hút của nó mọi người.
Đó. Thì nó hút vô đây chứ, ở đây nha mọi người. Mình đổ nó ra. Ok, chúc mọi người ở nhà sử dụng cái này, sửa cái này ok nha. Thì dòng mini nó chỉ vậy thôi nha mọi người. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Thì vậy là xong rồi nha mọi người.